Chúng ta sẽ tiến hành giải quyết cái bài toán này ha. Ở cái bài toán này á, người ta sẽ xem xét một cái hàm F nó thỏa mãn một cái phương trình này gọi là phương trình vi phân. X nhân f phải x bằng fx trừ cho x nhân fx tất cả bình phương ha. Này nhớ là chúng ta chú thích nó chính là x fx tất cả bình phương, được hiểu như vậy ha. Thì đây chính là cái phương trình vi phân. Có tên gọi tổng quát của nó là phương trình vi phân Bernoulli. Chúng ta cũng sẽ có phương pháp giải cho nó ha. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không cần dùng đến các phương pháp giải tổng quát cho cái phương trình vi phân này. Nhưng cái thao tác quan trọng là chúng ta sẽ chia hai vế cho fx tất cả bình. Rồi. Ở đây cái điểm mà chúng ta cần quan tâm là liệu rằng cái đề bài này có chính xác hay không. Chính vì cái lời giải bên dưới khiến cho người ta nghĩ đến cái đề bài này nó bị sai, thiếu một cái giả thiết quan trọng ha. Chúng ta xem xét cái lời giải bên dưới, tất nhiên là một cái lời giải không có hoàn chỉnh, chưa có chặt chẽ ha. Chúng ta thực hiện một vài biến đổi cơ bản, ta chuyển vế nè, x nhân fx cho bên phải nè, rồi x fx tất cả bình phương qua trái, rồi chúng ta chia hai vế cho fx tất cả bình phương nè, ta sẽ thấy được rằng vế trái nè, đổi vế luôn ha. Chuyển vế trái thành vế phải thành trái thì chúng ta sẽ có được cái vế trái này nè, nó chính là một cái đạo hàm đúng của một thương nè, x trên fx đạo hàm nè bằng x. Từ đó chúng ta tìm ra được cái x trên fx bằng x trên 2 cộng c. Đồng thời chúng ta dùng giả thiết f1 bằng 1, ta tìm ra được fx bằng tìm được c bằng 1 phần 2 và fx bằng 2x trên x phương cộng 1. Từ đó chúng ta tìm ra được f2 bằng 4 phần 5. Tuy nhiên một cái điểm quan trọng trong cái lời giải này là cái bước biến đổi này. Chúng ta chú ý rằng để có được lời giải này chính xác thì chúng ta phải có được fx này. Phải cắt không với mọi x thuộc khoảng không vô cùng. Đã. Thì cái lời giải này nó bị thiếu trong cái lời giải này cần đến cái điều kiện này, nhưng mà trong cái đề bài lại không có điều kiện đó. Chính vì điều đó mà người ta nghĩ đến cái đề bài này bị sai sót, thiếu điều giả thiết ha. Tuy nhiên nó hoàn toàn không thiếu, là bởi vì cái điều này chúng ta có thể chứng minh được dựa vào các cái giả thiết bên trên. Thật ra chúng ta chỉ có đúng một cái hàm số f thỏa mãn cái chương trình này thôi, thỏa mãn các cái điều kiện này. Rồi như vậy chúng ta sẽ không phải là giải quyết cái bài toán này, mà chúng ta chỉ cần chứng minh điều này nó sẽ được đảm bảo. Chính vì thế chúng ta sẽ có được lời giải trên hoàn toàn chính xác khi mà chúng ta đã chứng minh xong cái điều màu xanh này ha, được đúng khung này. Chúng ta sẽ chứng minh điều này bằng công cụ phản chứng, đồng thời chúng ta phải sử dụng kiến thức khá là cao cấp. Tuy nhiên khi xem xét thì các bạn có thể không cần phải chú ý đến kiến thức cao cấp mà chú ý đến cái kết luận khi sử dụng kiến thức cao cấp đó ha. Chúng ta đã chú ý rằng chúng ta đang xét trên khoảng không vô cùng, tức là xét x thuộc khoảng không vô cùng ha. Chúng ta chứng minh cái kết quả quan trọng để cho thấy được rằng là cái bài toán bên trên vẫn hoàn toàn chính xác, chứng minh fx khác không với mọi thuộc khoảng không vô cùng. Chúng ta sẽ chứng minh điều này bằng phương pháp phản chứng ha. Với mỗi hàm F thuộc thỏa mãn phương trình các cái điều kiện bên trên, ta xét cái tập hợp V V bằng tập hợp những x thuộc tập số thật dương ha, sẽ cho giá trị của hàm F tại đó bằng không. Nếu như tập V bằng rỗng thì chúng ta có được cái lời giải trên hoàn toàn chính xác ha. Điều đó có nghĩa là Fx luôn khác không với mọi x thuộc tập số thật. Tuy nhiên cái điều đó chúng ta không thấy một cách hiển nhiên, mà chúng ta phải sử dụng các kiến thức rất là phức tạp để chúng ta có được điều đó. Chúng ta chứng minh fx khác không với mọi thuộc của khoảng không vô cùng bằng pháp phản chứng ha. Ta giả sử V khác rỗng. Chúng ta chú ý đến một cái số kiến thức cao cấp một tí xíu. Kiến thức thứ nhất. Chúng ta sẽ có được bởi vì f liên tục.
F có đạo hàm trên khoảng không vô cùng ha, F liên tục trên khoảng không vô cùng. Từ đó anh ta sẽ suy ra được tập V là tập đóng. Tập đóng trên R ha. Thì các bạn có thể không cần quan tâm đến cái tính chất đóng này của V. Tính chất thứ hai, V là cái tập bị chặn dưới. Thì chúng ta sẽ có được tồn tại in V. Đó là một số thật ha. Nếu có được hai điều này, chúng ta sẽ dẫn đến tồn tại min V ha. Cái điều quan trọng của ta là chỉ ra sự tồn tại cái giá trị nhỏ nhất của V thôi. Các bạn có thể không cần quan tâm đến số 1, số 2 mà chú ý đến cái kết luận này. Đây là cái điểm trọng yếu để chúng ta có được cái chứng minh ha. Rồi. Thì chúng ta sẽ có tồn tại của x0. Tất nhiên thuộc khoảng không vô cùng. Sẽ cho giá trị của hàm nhập x0 bằng min v. Là nó chính là cái giá trị nhỏ nhất trong những cái số thực dương làm cho cái hàm F tại đó bằng không. Như vậy chúng ta sẽ có được những cái kết quả diễn xuất này, x0 nè, f1 nè, tại vì f tại một f0, điều đó có nghĩa là một không thuộc V nè, rồi f tại x0 bằng không nè. Hơn nữa chúng ta sẽ chú ý đến cái chúng ta có thể so sánh của x0 với một, tức là nó lớn hơn một hay nhỏ hơn một. Đồng thời chúng ta biết được rằng giá trị hàm số trên cái khoảng chứa x có hai đồng mức là x0 với một nó sẽ khác không. Rồi. Chúng ta biến đổi cái phương trình bên trên một tí xíu, nhưng biến đổi theo một cái kiểu khác, không chia hai vế cho f biết tất cả bình ha. Mặt khác. X nhân cho f phải x này. Bằng f x này. Trừ cho x nhân f x tất cả bình. Chúng ta sẽ dẫn đến f phải x này, chia hai vế cho x này, chuyển con f qua bên trái rồi chia hai vế cho x trừ bằng trừ f x tất cả bình phương. Tất nhiên chúng ta đang xét trên khoảng không vô cùng ha. Rồi từ đó chúng ta dẫn đến chúng ta chia hai vế cho một phần x. Thì chúng ta sẽ có được vế trái chính là đạo hàm đúng của một tích ha, là coi như một thương cũng được, bằng trừ một phần x cho f(x) bằng thương. Thì vế trái chính là đạo hàm đúng của f(x) trên x, bằng đạo hàm bằng trừ một phần x f(x) tất cả bình phương nhỏ bằng không với mẫu x thuộc khoảng không vô cùng. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được cái hàm g này, g(x) này bằng một phần x nhân f(x) này, f(x) trên x cũng được giảm trên cái khoảng không vô cùng được ha. Giảm được hiểu theo nghĩa sau, chúng ta sẽ có được là khi x nhỏ hơn y, mỗi x y lớn không nhỏ hơn, x lớn không nhỏ hơn y, chúng ta sẽ dẫn đến gx này, nhỏ hơn bằng gy, việc giảm mà nghịch biến đổi chiều lại có dấu bằng ha. Nó khác so với trung học phổ thông nha, trung học phổ thông là giảm ngặt đó, cái này không nhất thiết là phải ngặt, có dấu bằng nha. Thì từ cái điều đó chúng ta sẽ dẫn đến gx0 của chúng ta không này, bằng gx0 này. Gx0 thì nó như thế nào? Tất nhiên lớn, nó nhỏ hơn một. Một thì nó chính là bằng g1 luôn ha. Nhớ là f tại một bằng một, từ đó chúng ta
dẫn đến G tại 1/1 luôn. Chính vì cái tính giảm của hàm G ha, chúng ta dẫn đến được là x0 của chúng ta lớn hơn bằng 1. Bởi vì x0 lại khác 1 nữa, do đó chúng ta có x0 lớn hơn 1. Rồi. Như vậy cái con x0 của chúng ta như đây. Đây là con 0 nè. Con 1 nè. Cái tập V chúng ta có cái phần tử nhỏ nhất đó. Nó là con x0. Như thế này ha. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là trên cái khoảng 0 đến x0 nè, cái hàm F chúng ta nhận giá trị khác 0 ha. Trong cái khoảng suy ra cái khoảng là 0 nè, x0 nè, giao với V nè, bằng rỗng nè. Không thể nào có cái phần tử nào mà nó nhỏ hơn x0 lớn hơn 0 mà nó thuộc V ha, bởi vì x0 là cái phần tử nhỏ nhất. Và nhớ rằng con số 1 nè, nó thuộc cái khoảng 0, 0. Lúc đó chúng ta xét trên khoảng không x0 chúng ta có fx không trên khoảng này ha. Rồi khi mà con x chơi xét trên khoảng này, chúng ta dùng các cái lập luận bên trên, tức là cái lập luận này, kéo qua trang khác để cho dễ nhìn. Rồi chúng ta tận dụng lại lập luận này nhưng xét trên cái khoảng không x0 thì chúng ta cũng sẽ có được điều này đúng với màu viết thuộc khoảng 0 x 0 ha. Ta có happy unit này. X trên F mới chính xác ha. Dùng cái lập luận như bên kia bằng X này. Cái màu X thuộc cái khoảng 0 x 0. Và chúng ta có F tại 1 bằng 1 này. Bằng những điều này ta sẽ dẫn đến Fx này bằng 2 ở trên cho 1 cộng x bình ha. Cái màu ý thuộc khoảng 0 x 0. Và lưu ý rằng f tại x0 bằng 0 ha, 0 bằng f(x0). Tất nhiên nó bằng giới hạn của f(x) khi tiến đến x0 trừ, và nó bằng giới hạn của 2 lần x trên cho 1 cộng x bình thì tính đến x0 thì nó bằng 2 lần x0 trên cho 1 cộng x0 bình phương. Tất nhiên cái này lớn hơn 0, 0 lớn hơn 0, đây là điều vô lý. Điều vô lý này có nghĩa là fx khác 0, cái mỗi thuộc cái khoảng 0 vô cùng. Từ đó chúng ta sẽ dẫn đến cái lời giải bên trên hoàn toàn chính xác ha. Như vậy chúng ta chứng minh được rằng fx khác 0 trên khoảng 0 vô cùng. Từ đó ta quay lại, chúng ta có được cái lời giải trên này hoàn toàn chính xác ha. Chúng ta lưu ý rằng cái điểm trọng yếu để chúng ta có được cái lời giải này là chúng ta chứng minh, chúng ta công nhận cái sự tồn tại của min V. Nhớ rằng là con x0 này thuộc V ha. X0 nó thuộc V thì nó dương và F tại X0 bằng 0. Chúng ta không cần để tâm đến tính đóng nè, sự tồn tại của in nè, chặng dưới nè. Vấn đề là chúng ta công nhận sự tồn tại của min V. Và chúng ta có một cái bước quan trọng là chứng minh con X0 này lớn hơn 1 ha. Dựa vào tính chất đơn điệu của cái hàm GX nè. Ta biến đổi để vế trái ra một cái đạo hàm đúng nè. Chúng ta suy ra cái sự đơn điệu của hàm G nè. Từ đó chúng ta so sánh được con x0 và con 1. x0 lớn hơn 1 do hàm G là hàm giảm. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn tất cái chứng minh và chúng ta chỉ ra được rằng là cái đề bài không có sai. Đề bài này hoàn toàn đúng. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây.